con một niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phạm những điều răn, hằng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tấm lòng vị tha. Xin cho con một con đường, đi vào nẻo chánh đường ngay, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phạm những điều răn, hằng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tấm lòng vị tha. Vào nẻo chánh đường ngay, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây.